Ôi, xin chào các bạn đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn món cà tím xào mỡ hành. Thì ở đây thì rất là đơn giản luôn các bạn. Thì mình mua ở đây mình sử dụng hai trái cà tím ha. Các bạn lựa trái cà tím cho nó ngon nha, không bị sâu nha. Và cái vỏ nè, nó trơn láng luôn ha. Đó. Mình sử dụng hai trái cà tím như vậy. Rồi đó là một ít hành lá, tỏi và ớt. Rồi đầu tiên là mình sẽ đi gọt cà ha. Thì bây giờ mình sẽ cho một thau nước lọc, sau đó mình sẽ cho một muỗng canh muối và mình khuấy đều cho muối nó tan nha các bạn. Sau đó mình sẽ gọt cà nè, mình để nguyên vỏ luôn nha. Để nguyên vỏ thì ăn sẽ ngon hơn ha. Đó mình sẽ sắc cà sao cái lát lát như vậy ha các bạn. Đó, sau mình bỏ vô thau nước muối mình ngâm nè. Hoặc là mình sắc theo cái cách gì. Mình thắt theo cái cách tam giác nha. Đó, mình quay lại nó, mình cắt ra hình tam giác như vậy. Thì cách nào cũng được nha các bạn. Đó. Mình tiếp tục mình cắt cho đến khi hết hai trái cà của mình luôn ha. Đó, bây giờ tới tỏi thì mình sẽ sắc ra mình băm nhuyễn như vậy. Tiếp theo là mình sắc ớt, mình cũng sắc lát ra rồi mình hơi băm được rồi. Mình khỏi còn băm cũng được. Rồi bây giờ vào hành lá thì mình sẽ sắc nhỏ nha các bạn. Đó, mình sắc hết luôn. Thì các bạn thích ăn hành lá nhiều thì cho nhiều xíu nha. Thì mình cho như đây là được rồi. Rồi cà mình sẽ để đây mình ngâm khoảng 10 đến 15 phút nha các bạn. Thì sau đó mình sẽ rửa lại sạch với nước lạnh nha. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ đi khoan nước sốt ha. Mình cho khoảng 2 muỗng canh nước tương, 3 muỗng canh nước lọc, khoảng 2 muỗng canh đường. Đó, sau đó mình cho khoảng 1 muỗng cà phê bột ngọt nha. Đó, mình sẽ khuấy đều lên. Rồi tiếp tục mình sẽ cho vào một muỗng canh tương ớt nè. Ồ, tương ớt sắp hết rồi các bạn ơi. Đó, nếu mà bạn không ăn cay được thì khỏi cho nha. Rồi mình cho một xíu ớt nè. Ớt băm nãy đó, ít thôi. Đó, mình sẽ khuấy đều lên. Rồi bây giờ cà mình đã rửa sạch để ráo như vậy được rồi nè các bạn. Đó. Rồi để ráo nước nha. Bước tiếp theo là mình sẽ đi chiên cà ha. Mình sẽ cho dầu ăn vào chảo. Dầu ăn thì mình cho hơi nhiều xíu nha các bạn. Đó, mình đảo cho nó đều ha. Cho nó nóng dầu nha. Đó, sau đó mình bỏ cà vô mình chiên. Mình chiên sơ qua thôi. Mình cho cà mình chút xíu mình xào thì nó sẽ không bị nát nha các bạn. Đó. Ồ, cà mình để vô chảo chiên lên cái màu rất là đẹp luôn nha các bạn. Đó, sau mình để cho mình chiên khoảng cho cà nó hơi vàng lại là được rồi. Đó, các bạn chở cà ha. Trời ơi, nhìn thơm lắm các bạn, cà chiên lên rất là thơm luôn á. Nè các bạn, cho các bạn xem gần nè. Rồi cà mình chiên vàng như vậy là được rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gắp ra dĩa ha. Đó, thơm lắm luôn nha, rất là thơm luôn á. Thì cà này chiên thì dầu nó hơi hao xíu nên nó sẽ rút dầu cà hết nè. Đó, mình sẽ gắp ra hết luôn. Rồi còn ở chảo thì mình cho thêm một muỗng canh dầu, sau đó mình cho tỏi và ớt và mình cháy ra vàng nha. Rồi tỏi mình bây giờ thì cũng vàng và rất là thơm luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nước sốt của mình hồi nãy pha vô nè. Đó, mình cho hết vô luôn. Sau đó mình sẽ cho nước lọc vào cái chén ít thôi nha. Đó, khoảng muỗng canh thôi. Bắt đầu mình sẽ khuấy đều, mình chán cái chén cho sạch nên bây giờ mình cho nước vô luôn nè. Đó, bây giờ mình sẽ nấu cái phần nước sốt của mình sôi lên nha. Đó, mình quậy đều. Mình sẽ quậy đều nha. Nước sốt của mình sôi lên vậy là được rồi các bạn. Thì tới đây các bạn có thể nêm nếm là cái phần nước sốt của mình theo khẩu vị của mình ha. Thì bây giờ mình sẽ cho cà vô luôn nè. Đó, mình cho hết cái phần cà của mình vô luôn. Mình rim như vậy nè các bạn. Mình rim với lửa vừa và nhỏ nha. Mình rim như vậy khoảng 5 phút ha. Cho cà nó thấm đều hết cái phần nước sốt của mình nha. Rồi thì nếu mà các bạn thích ăn còn nước thì các bạn rim á. Trong thời gian rim thì các bạn nhớ canh lửa nha. Thì canh mình chừa lại nước sốt hơi nhiều chút xíu. Và bây giờ trong thời gian rim thì mình sẽ chở cà ha. Cho cà nó thấm đều hết hai mặt nha. Đó. Ồ, thơm quá trời luôn á. Rồi cái phần nước sốt của mình cũng vừa cạn tới rồi, như vậy là được rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho hành sắc nhỏ vô nè. Nếu mà các bạn thích ăn hành nhiều thì cho nhiều nha. Đó. Sau đó mình sẽ cho ớt sắc lát vô luôn. Nhìn hấp dẫn chưa nè. Thơm cực kỳ luôn á. Cho các bạn xem gần đây nè. Thơm bát ngát luôn các bạn ơi. Cái này ăn với cơm nóng còn gì bằng nữa. Thì mình tắt lửa rồi nhưng mà cái chảo nó còn vẫn độ nóng, nó còn hơi sôi nè các bạn.
Thì với món cà xào mỡ hành như vậy á thì ăn chay hoặc ăn mặn đều dùng được nha các bạn. Thì nếu các bạn nào mà thích ăn cà thì hãy thêm vào thực đơn của mình với món cà xào mỡ hành, cực kỳ nhanh, gọn lẹ và dễ làm luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắp ra dĩa thôi. Đó, ồ, cà gắp ra dĩa càng hấp dẫn luôn nha. Không những ngon mà còn đẹp mắt nữa các bạn. Đó, mình sẽ cho phần nước sốt của mình lên nè. Thơm bát ngát luôn. Rồi đây, mình đã hoàn thành xong món cà xào mỡ hành. Ngon quá các bạn ơi. Rồi thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu là các bạn thích đó, thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bấm vào cái chuông đó các bạn để sẽ xem được nhiều video mới nhất của mình nha. Rồi chúc các bạn thành công nha. Chào tạm biệt các bạn.